Thank you.
hôm cái nữa tới rồi. Quá trời mưa luôn. Vô lên cho lời đi em, trời không mưa cho dễ. Dạ cô chú anh chị ơi, thì Nguyên cũng đã tới rồi nha. Dạ, nãy giờ đi quá trời mắc mưa luôn, tầm tã hết trơn. Hôm nay mang dép. Nay biết trời mưa nên thôi mang dép, chứ mang giày là chết à, dính trưởng liền á. Ngày tới rồi nha. Mọi người cũng vào quán cà phê ngồi uống kìa. Đây thì thấy mấy cô chú anh chị như là đang mua vé nè. Có thể là đây là khách tối nay nè cả nhà. Đây là chứa cổng nha, bên trong nè. Rồi để Nguyên gảo vào bên trong nha. Mưa ha, tầm tã luôn cả nhà. Đây. Wow, sân khấu đây. Trời ơi, cầu trời giờ hết mưa đi, tạnh mưa đi. Chứ mưa tầm tã là đuối luôn cả nhà, sân khấu ướt hết rồi này. Đó. Thì để Nguyên đi gảo bên trên nha, để nhìn xuống nha. Tầm tã luôn. Đấy. Không gian trên này nhìn xuống nè cả nhà. Dễ nhìn lắm. Chung nguyên cái sân khấu này là cái góc nhìn là quá ok. Ok, Nguyên đi ra ngoài mình kiếm quán cà phê mình uống. Lau chùi lại ba cái đồ ướt hết rồi cả nhà ơi. Nãy Nguyên đi mưa lớn lắm. Thì phía trước hình như là mấy cô FC này. Thì phía trước là mấy cô FC Đồng Nai. Mấy cô FC Đồng Nai nè. Hello. Hello, lâu quá không gặp. Hello. Hello. Chào bác Nguyên. Dạ. Lâu quá không gặp. Giám đốc sản xuất Phạm Hàng, biên tập Huyền Lê, âm thanh ánh sáng Tân Hữu Tài. Chương trình được diễn ra vào lúc 20 giờ tối thứ bảy ngày 27 tháng 7. Bây giờ Nguyên xuống cái clip này cả nhà để Nguyên soạn Nguyên lên like đây. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị mình theo dõi cái đoạn video này nha. Nhớ nhấn chuông Nguyên xin một like, một lượt đăng ký kênh như cô chú anh chị.